Hello mọi người, chắc hẳn là mọi người rất là tò mò vì là cái chiếc laptop nào mà nó tràn viền như thế này đúng không ạ? Lại có phím LED vào buổi đêm nữa, có pad vân tay vàng kìa mọi người. Và màn của nó là màn tràn viền. Mọi người ơi, một buổi tối cuối tuần mà nghe những cái bản nhạc này cực kỳ rất là ấm áp và quây quần bên nhau xem một bộ phim thì cả gia đình mình rất là đầm ấm. Không khí này thì thực sự ra là bù đắp lại quãng thời gian mà mình đã chạy rất là nhiều công việc stress khác nhau. Và Trang Anh ngày hôm nay đây muốn giới thiệu cho mọi người một chiếc laptop vô cùng là đẹp và siêu rẻ bằng một chiếc laptop i3 thôi. Nó chính là chiếc laptop Dell E7370. 7370 thì với cái màn tràn viền như chúng ta đang nhìn thấy ở đây đúng không ạ? Và như chúng ta nhìn thấy thì là nó chạy với cái cảm ứng đa điểm màn hình tràn viền, coi Core M56i57 là chip tiết kiệm điện. RAM của nó đang chạy 8GB ổ SSD 256, màn 3K, cảm ứng đa điểm. Mọi người đang nhìn thấy rằng nó đang lượn sóng lên rất là đẹp không ạ? Cực kỳ đỉnh luôn mọi người này, có phím LED, trời ơi, quá là xuất sắc luôn. Dù là trong bóng tối hay là dù ở ngoài sáng thì em cũng rất là đẹp. Mỏng nhẹ xinh yêu với hai cổng USB Type-C nhưng vẫn giữ cho mình được một cái cổng USB 3.0. Nó không giống như thằng XPS là mất luôn cái cổng USB 3.0 để chúng ta cần phải kết nối với cổng kết nối bên ngoài. Ngoài ra thì cái chiếc laptop này đỉnh cao ở cái pad vân tay vàng dễ dàng mà chúng ta bảo mật an toàn, cũng như là cái form của nó cực kỳ là đỉnh cao XPS luôn. Dell này 7370 là cái dòng laptop mà với chất liệu các cái sợi carbon màu xám gray chế tạo nên cái vỏ máy bay, và một cái chất liệu màu đen đấy là vân viền carbon để chúng ta lựa chọn. Thì chúng ta đây đang là một cái đỉnh điểm công nghệ để chúng ta cần phải đặt mua ngay tại nhà Trang Anh để có thể mua được một hàng Mỹ cực kỳ là rẻ nha mọi người ơi.